Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về tình hình xung đột quân sự tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Toàn cảnh Nga tấn công Ukraine, vệ binh Nga vào Mariupol, Kiev bác đề xuất rút quân. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bước sang ngày thứ 58. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại đây. Về những diễn biến trên chiến trường, ít giờ trước đã xảy ra một vụ nổ tại bãi đậu xe tải bưu điện ở Kharkov, Ban đầu nguyên nhân được cho là tên lửa Nga tấn công, nhưng video từ camera tại bưu điện Kiev cho thấy một trong những chiếc xe tải đã bốc cháy trước khi phát nổ. Hiện tại nghi ngờ chuyển thành Ukraine ngụy trang quân khí trên xe tải và đã gặp phải sự cố dẫn tới cháy nổ và cũng không loại trừ khả năng bị đặc nhiệm Nga tấn công phá hoại. Nga tấn công bằng tên lửa vào trạm y tế Kostitsa nằm bên bờ sông Pro ở Zaporizhia. Nơi đây là nơi đóng trụ sở của một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Địa điểm này được cho là có sự xuất hiện của lính từ vùng Galicia, Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Một số thông tin về hoạt động của Nga tại các mặt trận khác. Trong 24 giờ qua, 13 cơ sở quân sự của Ukraine đã bị trúng tên lửa phóng từ không từ lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Trong đó có hai sở chỉ huy, 11 cứ điểm và là nơi tập trung nhân lực trang thiết bị quân sự của Ukraine. Kết quả của các cuộc không kích có tới hai đại đội của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan bị kết liễu cùng với 27 đơn vị xe bọc thép và xe thiết giáp Ukraine. Ngoài ra, một kho tên lửa dành cho hệ thống tên lửa phòng không OSA AKM đã bị tấn công ở làng Chekvonoye. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 26 cơ sở quân sự của Ukraine, trong đó hai sở chỉ huy và 21 khu vực tập trung nhân lực và khí tài. Tại các khu định cư Toresky, Koma và bogati ba kho tên lửa và hòa bình đã bị tấn công. Hệ thống phòng không của Nga đã xóa sổ 3 máy bay không người lái của Ukraine tại các khu vực Bolsye Prokhovdi, Surovka, vùng Kharkiv và Spartak, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tình hình ở Mariupol đã trở lại bình thường. Cư dân của thành phố đã có thể tự do di chuyển dọc các con phố mà không phải trốn tránh các đợt pháo kích của Ukraine. Viện trợ nhân đạo đang được chuyển đến như thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cơ bản khác. Các nhà chức trách của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đang tổ chức dọn dẹp đường phố khỏi đống đổ nát và di rời các thiết bị quân sự bị ảnh hưởng của Ukraine. Tất cả tàn dương của Azov cùng với lính đánh thuê nước ngoài từ Mỹ và các nước phương Tây đang bị bịt kín tại khu vực nhà máy Azovstan. Yêu cầu của phía Nga là thả những người dễ bị tổn thương ở trong nhà máy Azovstan, nhưng Ukraine đã phớt lờ ý kiến này. Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ đang thường xuyên thông tin sai tới công dân của mình và mọi người khác. Washington chỉ quan tâm đến lợi nhuận từ việc cung cấp khí tài ở đó và cuộc chiến chống lại Nga, thậm chí là cho đến người Ukraine cuối cùng. Bộ Tổng tham Ukraine ít giờ trước đã đề xuất tới chính quyền rút quân Ukraine khỏi Severodonetsk, nơi có thể bị bao vây trong những ngày tới. Hướng đề xuất của Bộ Tổng tham Ukraine là về Slavyansk và Kramatorsk. Tại khu vực Severodonetsk, Ukraine có khoảng 3.000 lính và sĩ quan. Đáp lại đề xuất này, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết đã không cho phép rút quân khỏi Severodonetsk. Bất kỳ cuộc rút đuôi nào sẽ được coi là một chiến thắng của kẻ thù và có thể ảnh hưởng đến các trận chiến tương lai đối với Donbass. Ông Putin sẽ đưa vệ binh quốc gia và FSB vào Azovstan. Đây là thông tin được Vadim Skibitsky, đại diện của Cục tình báo chính Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trên sóng truyền hình quốc gia. Họ thực sự có thể không tấn công quy mô lớn vào Azovstan, tuy nhiên theo thông tin của chúng tôi, họ đã có kế hoạch liên quan đến vệ binh quốc gia, các cơ cấu lực lượng đặc nhiệm, bao gồm cả cơ cấu của FSB, sẽ tiếp tục tấn công nhà máy nhằm kết liễu sự kháng cự cuối cùng của chúng ta, Skibitsky nói. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky mới đây xác nhận các đồng minh cuối cùng cũng đã chuyển giao các khí tài mà Kiev yêu cầu, một sự bổ sung mà theo ông là rất kịp thời và có thể cứu hàng nghìn người. Ông Zelensky đưa ra thông tin này trong một bài phát biểu đăng vào tối muộn 22 tháng 4. Ngoài ra, tổng thống Ukraine đề cập đến một bình luận của một quan chức quân đội nga về sự cần thiết tăng cường liên kết với Moldova, điều mà theo ông Zelensky cho thấy Moscow muốn tấn công thêm nước khác. Trong một bài phát biểu cùng ngày, ông Zelensky đã cảnh báo người dân ở miền nam đất nước như khu vực Kherson và Zaporizhia hết sức cẩn thận về những thông tin cung cấp cho phía nga để tránh vô tình tham gia vào một cuộc trưng cầu dân ý. Nếu phía Nga yêu cầu bạn điền vào một số bảng hỏi hay thu thập thông tin chi tiết về hộ chiếu của bạn thì bạn nên biết rằng điều này không hề tốt, ông Zelensky cảnh báo. Ở một diễn biến khác, khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố gần đây của Thủ tướng Anh rằng khả năng Nga giành chiến thắng vẫn còn hiện diện, Thủ tướng Ukraine Denis Shimhan bày tỏ hoàn toàn chắc chắn rằng Ukraine mới là bên giành chiến thắng trong cuộc chiến và chiến thắng đó đang ở rất gần. Trước đó, ông Shimhan đã có cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về những cách mà Washington có thể thực hiện để giúp Ukraine, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Inespray. Ngoại trưởng bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với Mỹ, đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và củng cố quyết tâm trong việc giúp Ukraine tự vệ trước cuộc chiến của Nga. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, liên quan đến hỗ trợ cho Kiev, Canada cho biết họ đã cung cấp pháo hoảng nặng cho lực lượng Ukraine. Động thái được đưa ra sau cam kết của Thủ tướng Justin Trudeau hồi đầu tuần về việc sẽ gửi thêm pháo tới Ukraine. Bộ Quốc phòng cho biết Canada đến nay đã chuyển một số pháo M-77 và các quân khí liên quan cho các lực lượng Ukraine. Phiếu Tà Hoa đang hoàn tất các hợp đồng liên quan đến xe bọc thép mà nước này dự định gửi cho Ukraina trong thời gian sớm nhất có thể. Còn Pháp thì dự kiến sẽ gửi pháo tự hành Caesar 155 ly cho Ukraina, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết khi trả lời phỏng vấn OSF. Pháp sẽ gửi pháo tự hành 155 ly cho Ukraina. Chúng tôi cần phải thực hiện điều này mà không vượt làn danh đỏ và trở thành một bên trong cuộc xung đột hiện nay, ông Macron nói. Tổng thống Pháp cho biết Pháp sẽ gửi cả hệ thống chống tăng cho Ukraina. Về tình hình đàm phán... Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine hiện đã bị đình trệ. Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Kazakhstan Mustafa Plebedi, Ngoại trưởng Lavrov cũng nói thêm rằng Nga vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Ukraine đối với đề xuất mới do Moscow đưa ra hôm 17 tháng 4. Bên cạnh đó, Nga sẽ không chấp nhận những tối hậu thư từ Ukraine trong bối cảnh Tổng thống quốc gia Đông Âu Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không đàm phán trong trường hợp Moscow ra tay với lực lượng của Kyiv đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố chiến lược Mariupol. Ngoài ra, ông Lavrov phủ nhận việc Moscow đang đàm phán với các bên về những đảm bảo an ninh dành cho Ukraine. Trả lời câu hỏi về những nước được Moscow đánh giá có vai trò bảo trợ an ninh cho Ukraine, ngoại trưởng nga nhấn mạnh: "Chúng tôi hiện không có đàm phán với bất kỳ bên nào về vấn đề này. Tuy nhiên, nhà ngoại giao nga nói thêm rằng Moscow không phản đối các nước được Ukraine đề xuất về đảm bảo an ninh cho Kyiv." Liên quan đến vấn đề này cùng ngày, cố vấn Mikhailo Pololiak của Tổng thống Ukraine cho biết, Kyiv sẽ hoàn tất quá trình thảo luận về đảm bảo an ninh với các nước đối tác trong một tuần. Ông Mikhailo Pololiak nói, cung cấp khí tài đóng cửa không phận tham vấn quân sự và các biện pháp thúc đẩy nhanh việc mua khí tài là điều quan trọng cho chúng tôi. Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ, Anh, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sẵn sàng thiết lập bộ hệ thống đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ngoài ra, cố vấn của lãnh đạo các nước Ba Lan, Đức, Pháp với Israel được cho là cũng thể hiện mong muốn thảo luận về danh sách đảm bảo an ninh mà Kiev đưa ra. Trong khi đó, Tổng thư ký Liệu quốc Antonio Guterres sẽ thăm Nga và gặp Tổng thống nước chủ nhà Putin. Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Moscow nhằm vào Ukraine bước sang giai đoạn mới tập trung vào miền Đông. Theo ông Eri Kanenko, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 4 với hy vọng thảo luận về những nỗ lực nhằm khẩn trương mang lại hòa bình tại Ukraine. Ông Kanenko cho biết Tổng thư ký Guterres sẽ gặp gỡ và làm việc với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Điện Kremlin đã xác nhận chuyến thăm với chương trình làm việc trên. Trước đó, một người phát ngôn của Liên Hợp Quốc cho biết, ông Guterres đã đề nghị công du tới cả Nga và Ukraine. Sau ngày 22 tháng 4, nữ phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Eri Kanenko cho biết chuyến thăm Ukraine đang được sắp xếp. Ngày 20 tháng 4, Liên Hợp Quốc thông báo ông Guterres đã đề nghị gặp cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky tại thủ đô hai quốc gia này và đã gửi thư đề nghị tới hai nhà lãnh đạo. Với đề xuất này, người đứng đầu Liên Hợp Quốc hy vọng có thể làm trung gian thúc đẩy đối thoại nhằm tiến tới chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Kể từ khi cuộc chiến này nổ ra ngày 24 tháng 2 vừa qua, ông Guterres chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với hai nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Nga và Ukraine. Theo người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Guterres mới chỉ trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Zelensky một lần vào ngày 26 tháng 3 và chia liên lạc gì với Tổng thống Putin. Tại cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel ngày 22 tháng 4, Tổng thống Nga Putin cho rằng khả năng ông gặp Tổng thống Ukraine Zelensky phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kyiv ông Putin chỉ trích phía Ukraine đã không nhất quán trong các cuộc đàm phán và không sẵn sàng tìm ra một giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận. Cũng tại cuộc điện đàm kéo dài hơn 90 phút, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel đã thông báo tóm tắt cho Tổng thống Nga Putin về các cuộc tiếp xúc của ông với các nhà lãnh đạo Ukraine trong chuyến thăm Kiev gần đây. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cũng thông báo cho Michel những đánh giá chính về chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine và cho biết Nga đang thực hiện các bước nhằm bảo vệ dân thường tại đây, bao gồm việc mở các hành lang nhân đạo, cũng như tuyên bố áp dụng trạng thái yên tĩnh để di rời dân thường ra khỏi vùng chiến sự. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Charles Michel có chuyến thăm tới Kiev hôm 20 tháng 4. Đây cũng là chuyến thăm của nhà lãnh đạo EU thứ tư tới thủ đô Ukraine trong những tuần gần đây. Về phản ứng của các bên, London lần đầu tiên thừa nhận khả năng Nga thắng tại Ukraine. EU lập tức chê Thủ tướng Anh lỗ bịch. Thủ tướng Anh ngày 22 tháng 4 khi đang ở Ấn Độ nói rằng tình báo Anh dự đoán khả năng xung đột ở Ukraine có thể tiếp tục đến cuối năm sau. Khi được hỏi liệu Nga có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này hay không, ông Johnson thừa nhận đó là một khả năng thực tế, đồng thời nói thêm rằng ông Putin quyết tâm hạ gục người Ukraine. Điều đáng buồn, đó là một khả năng thực tế tất nhiên là có. Tình hình là tôi sợ không thể đoán trước được giai đoạn này. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn ở phương Tây tuyên bố rằng Nga có thể chiến thắng cho cuộc chiến. Phát biểu của Thủ tướng Anh đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong giọng điệu của chính ông so với vài tuần trước. Phát biểu sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO tại Bruxelles vào tháng trước, ông Johnson nói, sự thất bại của ông Putin tại Ukraine có ý nghĩa sống còn đối với hòa bình và thịnh vượng của tất cả chúng ta. Người dân Ukraine sẽ thắng thế và ông Putin sẽ phải thất bại và ông ấy chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng giờ thì Thủ tướng Anh lại tin rằng ông Putin sẽ giành chiến thắng. Đồng thời phát biểu của ông Johnson cũng phá vỡ mặt trận thống nhất mà các nhà lãnh đạo G7 đã thể hiện kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu. Tổng thống Mỹ Biden hôm 21 tháng 4 cho biết sự thống nhất của chúng tôi với các đồng minh và đối tác đang gửi một thông điệp không thể nhầm lẫn với Putin. Ông ta sẽ không bao giờ thành công trong việc thống trị và chiếm đóng toàn bộ Ukraine. Ông ấy sẽ không thể, điều đó sẽ không xảy ra. Vậy mà giờ Thủ tướng Anh lại nói ngược lại tuyên bố của ông Biden rằng nga có thể chiến thắng một cách thực tế. Một quan chức cấp cao của EU cho biết nhận xét của ông Johnson là lỗ bịch và sẽ khiến Kiev vô cùng tức giận dù vậy ông johnson tiếp tục nói rằng ông putin sẽ không bao giờ có thể chinh phục được tinh thần của người dân ukraine và thay vào đó anh đang củng cố và tăng cường sức đề kháng cho quân đội ukraine chính phủ anh đã miễn cưỡng gửi xe bọc thép trực tiếp cho chính phủ ukraine tuy nhiên ông nói rằng các nước phương tây cần xem xét thêm những gì họ có thể làm về mặt quân sự và kinh tế để tạo ra hết làn sóng này đến làn sóng khác nhằm gia tăng áp lực đối với ông putin Ông Johnson đã vạch ra một chiến dịch bù đắp tiềm năng mà theo đó Anh sẽ bồi hoàn cho Ba Lan nếu nước này cung cấp xe tăng T-72 cho Ukraine. Về các lệnh trừng phạt, EU cho phép các doanh nghiệp mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Trong một thông báo ngày 22 tháng 4, Ủy ban châu EC cho biết doanh nghiệp thuộc Liên minh châu EU có thể tuân thủ hệ thống thanh toán mà Nga đã đề xuất, theo đó thanh toán các hợp đồng mua khí đốt bằng đồng rúp mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Moscow. Mặc dù vậy, hiện chưa rõ quy định này sẽ được thực hiện như thế nào. Tháng trước, nga đã ban hành một nghị định đề xuất các đối tác mua năng lượng của mình bằng cách mở tài khoản tại Gazprombank, nơi các thanh toán thực hiện bằng euro hoặc đô la Mỹ sẽ được chuyển đổi thành đồng rúp. Theo tài liệu hướng dẫn mà EC gửi tới các thành viên EU và được công bố trực tuyến, các quy trình thanh toán theo nghị định nói trên của nga không nằm trong các lệnh trừng phạt của khối này đối với moscow. Mặc dù vậy, cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng các thủ tục thanh toán theo yêu cầu của xác lệnh hiện chưa rõ ràng. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, chính phủ Hà Lan cho biết nước này đặt mục tiêu chấm dứt sử dụng khí đốt của Nga vào cuối năm nay. Như một phần trong nỗ lực này, nhà chức trách Hà Lan tuyên bố sẽ hối thúc các công ty để có thể đảm bảo nguồn cung tại cơ sở lưu trữ khí đốt quan trọng tại Bergemer, một trong những kho lưu trữ khí đốt lớn nhất châu Âu trước mùa đông này. Chiến sự giữa Nga và Ukraine là thử thách lớn nhất từ trước đến nay đối với Liên minh châu Âu, nhưng đồng thời đưa lại cho EU cơ hội trở thành một trong những tác nhân quyền lực nhất cùng quyết định tương lai của châu Âu. EU vừa phải trực diện thử thách ấy, vừa lại không muốn bỏ lỡ cơ hội nói trên. Trong hơn 2 tháng qua kể từ khi bùng phát chiến sự Ukraine, EU đã rất nỗ lực trên mọi phương diện và thậm chí còn lấy can đảm để vứt bỏ một số điều bị coi là cấm kỵ suốt lâu nay. Nhưng kết quả thu về lại chỉ rất hạn chế và EU hiện vẫn đang loay hoay trong tình trạng lực bất tòng tâm. EU hiện có 27 thành viên trên cả 3 định hướng hoạt động ngoại giao của EU thời gian qua đều có thể thấy các thành viên EU manh động nhiều hơn là cả EU phối hợp hành động thành viên nào có kênh đối thoại trực tiếp với Nga thì tự tới Nga thuyết phục Tổng thống Nga chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Thành viên nào muốn thể hiện chủ ý đối địch Nga bằng mọi giá thì tự đến hoặc rủ nhau đến Ukraine để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Và EU vận động các đối tác bên ngoài về phe cánh của mình cùng đối địch với Nga, trong khi không phải tất cả các thành viên đều hùa theo hai trong chuyện cung ứng khí tài cho ukraine cũng thấy có tình trạng hô hào công khai nhưng triển khai thực hiện thì lại rụt rè và thành viên tỏ ra hăng hái nhất lại núp sau thành viên khác khi triển khai thực hiện cụ thể hai trong áp dụng những biện pháp trừng phạt nga và cấm vận nga xuất khẩu năng lượng cũng vậy lợi ích khác nhau và mức độ khác nhau trong quan hệ hợp tác quốc tế của các thành viên với Nga khiến cho EU hiện không thiếu ý chí và quyết tâm chính trị đối địch Nga, nhưng lại chưa thể luôn đủ mức thống nhất về quan điểm và phối hợp hành động giữa các thành viên. Vì vậy với những gì mà EU nói chung và các thành viên đã làm cho tới nay, EU chưa thể vượt qua thách thức mới và tận dụng được cơ hội mới nói trên. Ba Lan tính hủy bỏ toàn bộ hợp đồng dầu khí đã ký kết với Nga. Ông Piotr Najowski đặc mệnh toàn quyền của chính phủ Ba Lan và hạ tầng cơ sở năng lượng chiến lược của nước này cho biết đang cân nhắc hủy bỏ các hợp đồng cung cấp dầu khí đã ký kết trước đó với Nga. Theo hãng tin TASS, khi được hỏi liệu Vaksava có kế hoạch hủy bỏ các hợp đồng cung cấp dầu với Nga hay không, ông Naimski cho biết Ba Lan đã tính đến kế hoạch này. Ông nói rằng Ba Lan có ý định hủy bỏ các hợp đồng dầu mỏ với Nga, điều này là hoàn toàn thực tế. Bất kỳ nhà sản xuất dầu thô nào cũng có thể trở thành nhà cung cấp thay thế cho Ba Lan. Ông Naimski cho biết Ba Lan đang tinh chế khoảng 26 đến 27 triệu tấn dầu tại các nhà máy lọc dầu Gransker và Plock của nước này. Theo ông, khoảng 60% lượng dầu này hiện đến từ Ba Lan và nếu việc cung cấp dầu từ Nga bị cấm vận, các nhà máy lọc dầu của Ba Lan có thể chuyển sang một số loại dầu khác. Điều này tất nhiên sẽ tốn kém hơn bởi việc thay đổi hợp đồng trong bối cảnh cùng lúc có nhiều người mua tìm kiếm nguồn cung trên toàn cầu sẽ khiến giá dầu bị đẩy lên cao ít nhất trong một thời gian và Ba Lan sẽ phải trả mức giá cao đó, đây là cái giá của việc chúng ta tham gia vào cuộc xung đột, ông Naimski nói. Oakland, công ty lọc dầu lớn nhất của Ba Lan, đã ký kết hợp đồng dài hạn cung cấp khí đốt với tập đoàn dầu khí Rosneft và Tatneft của Nga. Trước đó, hợp đồng này quy định Nga sẽ cung cấp tối đa 300.000 tấn dầu mỗi tháng cho Ba Lan và quy định sẽ hết hiệu lực vào tháng 12 năm 2022. Nhưng sau đó, hợp đồng quy định Ba Lan sẽ nhận tối đa 200.000 tấn dầu một tháng và hợp đồng sẽ không còn giá trị cho đến tháng 12 năm 2024. Tất cả nguồn cung dầu của Nga cho Auckland đều thông qua đường ống. Ba Lan dự định sẽ thay thế nguồn cung dầu từ Nga bằng các hợp đồng của tập đoàn Ả Rập Xê Út Aramco cùng với nguồn cung từ Nigeria, Angola, vùng biển Bắc và ngoài khơi Na Hôm 22 tháng 4, Liên minh châu Âu tuyên bố khối này không có kế hoạch đưa ra lệnh cấm chung đối với nguồn cung dầu của Nga, bởi lẽ một số thành viên cảnh báo rằng họ sẽ phủ quyết sáng kiến đầu trên. Ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và ninh cho biết sẽ rất khó đạt đồng thuận để cấm vận dầu khí Nga hoặc tăng thuế quan bởi vì một số quốc gia thành viên đã tuyên bố sẽ phủ quyết. Thông tin vừa rồi đã khép lại video của kênh TV 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.